Vâng, giới thiệu với quý vị và các bạn là đây là toàn cảnh của bác nông dân. Bác đang chạy máy bừa trên mặt ruộng. Thì hôm nay thì bác đã bừa xong và bây giờ bác đang lôi ống để làm mặt ruộng. Các bạn thấy không? Ruộng phẳng tắp luôn. Thế này để ngày mai bác ấy sẽ bước vào cấy vụ mùa năm 2024. Đây là cách làm của bà con nhân dân vùng Bắc Bộ, sông Hồng. Gọi là đồng bằng Bắc Bộ. Các bạn thấy bà con nông dân một nắng hai sương, nhưng phải nói là rất là chịu khó. Bây giờ thì thời buổi 4.0 cho nên là đưa vào công nghệ máy móc cũng hiện đại, cho nên là người dân cũng đỡ vất vả rất là nhiều. Mặc dù trông thế này thôi nhưng mà bà con cũng chỉ vất vả có lúc gieo xạ cũng như là cấy thì chỉ mất khoảng cỡ 5-10 ngày là bà con xong công việc. Thế và thi thoảng thì chăm sóc phân do là phun thuốc trừ sâu, còn đâu là có thời gian chơi rất là nhiều. Thế và gặt thì bây giờ gặt bằng máy gặt rồi cho nên là rất là nhàn. Có thể nói là bây giờ nếu mà nói về tất cả các công việc làm thì bây giờ là nhà nông là làm nhàn nhất so với tất cả các công việc. Mặc dù là có đôi chút nắng mưa nhưng mà làm thời gian thì rất là ngắn. Đẹp quá, quá đẹp. Quá tuyệt vời luôn. Mảnh ruộng là phẳng tắp như một tấm phẳng. Và chúng tôi cũng xin tạm dừng video tại đây nhé. Xin chúc quý vị một ngày vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, vạn sự đều được như ý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.